Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc quạt thổi đá để bàn này. Và chiếc quạt thổi đá này thì mình dùng hai chiếc quạt tản nhiệt DC 12V. Đây, một cái lớn và một cái bé. Thì cái lớn này mình dùng thổi trực tiếp vào đá, còn cái bé này thì thổi không khí lạnh tụ quanh cái lon này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Bạn cần chuẩn bị cho mình là hai chiếc quạt tản nhiệt DC 12V. Đây mình dùng một cái to và một cái nhỏ. Và một bộ nguồn 12V 1A. Và giắc cắm. Một chiếc giảm tốc mini. Công tắc. Một đế pin. Một pin. Mình sẽ dùng miếng xốp này. Chúng ta sẽ cắt làm phần khung cho nó. Bây giờ mình sẽ dùng cột 90 độ này. Chúng ta sẽ lau đi lớp mực nữa.
Bây giờ cái giảm tốc này mình sẽ gắn vào đây để cho nó giảm bớt tốc độ đi. Các bạn dùng thanh sắt và uống nó lại như vậy. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Các bạn uống tiếp một thanh như thế này. Các bạn gắn vào như vậy này, khi mình test với viên pin này, pin 1.5V này thì nó rất là chậm, nên bây giờ mình sẽ dùng con IC7805 này. Chúng ta sẽ dùng nguồn của 12V này luôn. Bây giờ mình sẽ hạ dây vào. Cái ba hàng vào như vậy. Bây giờ mình sẽ dán miếng này vào đây. Bây giờ cái nắp này mình sẽ gắn vào đây. Các bạn cắt 4 miếng như vậy. Chúng ta sẽ làm cái gờ nữa.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quạt thổi đá để bàn rồi. Có thể đảo được hướng gió rồi. Bây giờ mình sẽ dùng nhiệt kế này, chúng ta sẽ đo nhiệt độ ở cửa ga này xem là bao nhiêu. Nhiệt độ trong phòng mình đang là 32 độ. 31.